Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay như các bạn đang thấy, tôi đang có mặt tại triển lãm Patek Philippe được tổ chức lần đầu tiên tại châu Á ở Singapore. Đây là lần đầu tiên mà Patek Philippe chọn một quốc gia châu Á để là nơi tổ chức cái sự kiện lớn, có thể nói là world tour lớn nhất của mình. Và như các bạn đang thấy, đây chính là tôi đang ở Marina Bay Sands ở Singapore. Và đây, chúng ta, cái triển lãm này mang tên là Watch Art Grand Exhibition. Đó, và ở đây sẽ bao gồm 19 cái gian phòng để chúng ta tham quan. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đi tham quan từng phòng một để xem triển lãm Patek Philippe lớn nhất từ trước đến nay có những gì các bạn nhé. Nào, hãy đi theo tôi. Đây là một cái cây hoa bằng giấy của một nghệ nhân người Pháp tạo nên với 11.500 bông hoa rất là đẹp ở tại sảnh chính của cái sảnh đón khách của triển lãm Patek này. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu với khu vực đầu tiên, Saint Theatre, phòng đầu tiên. Đầu tiên đây là phòng chiếu phim, phòng về lịch sử của Patek. Đây, chúng ta cùng vào. Philippe expanded the Patek Philippe's global distribution network with a focus in Asia while establishing strong relationships with retail partners. In his travels, his main objective was to consolidate the company's Rồi, trước khi vào thì có một điểm rất là thú vị, đó chính là chúng ta sẽ có một cái máy để nghe hướng dẫn, nghe cái hướng dẫn và giới thiệu. Đây, và theo tôi. Excuse me, I want English. Would you like an order in English? Yeah. Okay. So this is in English for you. Thank you. So we enter the exhibition. Yeah. You notice there'll be boxes with numbers on them. Yeah. So just key in the numbers and press play. Yes. And then you can listen to it. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái máy này như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có số. Ví dụ như này có số 600. Đây là phòng Current Collection Room. Có nghĩa là những bộ sưu tập hiện tại. Phòng này thì chúng ta sẽ ấn số 600. Đó, ấn đây là sẽ loa sẽ giới thiệu cái về cái phòng cái phòng số 6 này. Đó, tại đây. Cái căn phòng này thì được mô phỏng theo một cái gian trưng bày rất là nổi tiếng ở Geneva. Một cái căn phòng, một cái boutique của Patek ở Geneva rất là đẹp và rất là sang trọng. Các bạn hãy cùng tôi khám phá căn phòng này ngay sau đây. Mời anh cameraman đi theo tôi. Đây, những bộ sưu tập hiện có. Những bộ sưu tập này thì tôi sẽ chỉ nhấn mạnh một số điểm để không mất thời gian của quý vị. Trong cái gian phòng này thì ngoài những cái bộ sưu tập kia thì tôi đã giới thiệu rất là nhiều và chi tiết tại Bezier World rồi. Thì lần này mới nhất thì có bộ sưu tập Patek Philippe lấy cảm hứng từ Singapore. Đây, vị trí này. Mời cameraman zoom vào sát để chúng ta có thể xem được những sản phẩm mới, sự kết hợp của Patek và được lấy cảm hứng từ Singapore. Đó. Đấy, mời anh. Như ở trên gian, trong gian này thì sẽ có 4 sản phẩm. Đầu tiên, hãy nói một chút về chiếc 5930, chiếc World Time Chronograph. Thì như các bạn đã biết, quốc kỳ của Singapore có màu đỏ, thế nên là những chiếc đồng hồ này của Patek cũng lấy màu đỏ làm tông chủ đạo. Thì như chiếc 5930 World Time Chronograph này thì là một cỗ máy, một chiếc đồng hồ với cỗ máy tự động này, với caliber CH28520, 24 giờ và kim chỉ tức là báo ngày đêm, time zone 24 giờ. Chức năng chronograph nữa. Đường kính 39,5mm. Đặc biệt là chiếc đồng hồ này được làm từ vàng trắng với cái mặt số như các bạn đang nhìn thấy, nó là màu đỏ fumé, đỏ từ trong ra ngoài và ra rìa ngoài là màu đen. Đó, rìa ngoài là màu đen. Chiếc đồng hồ này thì là một chiếc đồng hồ tự động với caliber là CH28520 và có 343 chi tiết, 38 chân kính. Thì nó giống như một chiếc đồng hồ 5930 bình thường chúng ta hay thấy màu xanh. Rồi, tiếp đến đó chính là chiếc Aquanaut. Chúng ta sẽ có hai chiếc Aquanaut, một chiếc Aquanaut là dành cho nam là 5167 với dây màu đỏ, kim màu đỏ và các vạch chỉ phút cũng màu đỏ.
Chiếc đồng hồ này thì mang tên là Singapore 2019 Special Edition, một phiên bản đặc biệt Singapore. Thì như các bạn đang thấy, dây màu đỏ này, kim màu đỏ này và các kim dây màu đỏ khá là bắt mắt, cũng giống như là phiên bản như tôi đang đeo, là phiên bản kỷ niệm 20 năm. Thì nhìn trông cũng rất là đặc biệt. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là phiên bản đồng hồ này thì tôi khẳng định với các bạn là sẽ rất rất đắt, bởi vì cái màu sắc của nó cũng như là phiên bản này thì sản xuất theo như tôi được biết là 500 chiếc, chỉ có 500 chiếc giới hạn thôi, nên là mức giá của nó rất là đắt. Chiếc đồng hồ này thì có lớp vỏ hoàn toàn bằng thép, hoàn toàn bằng thép, nhưng tôi tin chắc với các bạn là đây sẽ là một trong những chiếc đồng hồ Aquanaut bằng thép đắt nhất từ trước đến nay. Rồi chúng ta hãy cùng nhìn về chiếc đồng hồ dành cho các chị em. Đó, chiếc đồng hồ Aquanaut dành cho phái đẹp của chúng ta mang mã hiệu là 5067, cũng là một phiên bản 2019 Special Edition. Với cái màu là không phải màu đỏ mà nó như kiểu nó nhạt hơn một chút. Đó, và cái tên này nó tên là đỏ raspberry. Chiếc đồng hồ này thì đây như tôi đang tham khảo là chỉ có limited 300 chiếc mà thôi, với một bộ máy quắc, máy pin, đường kính 35,6mm. Chiếc đồng hồ thì được làm với lớp vỏ vàng trắng và viền là viền kim cương. Đó. Rồi, chúng ta hãy chuyển sang một chiếc cuối cùng ở trong 4 chiếc đồng hồ đeo tay này. Đó chính là chiếc Calatrava Pilot Travel Time Singapore. Đó, thì chiếc đồng hồ này thì lại không có, chiếc đồng hồ này lại không có cái màu đỏ như quốc kỳ của Singapore, mà nó lại là một màu xanh xám chủ đạo, với dây da thì là dạng như tôi đang nhìn thấy đây, nó như kiểu một phần kiểu da bò ấy. Còn mặt ở phía trong thì là màu xanh xám. Đó, chiếc đồng hồ này limited chỉ có 400 chiếc, đường kính 37,5mm. Chiếc đồng hồ này thì có lẽ là nếu mà dành cho chị em thì nó hơi to, với cả cái dáng này thì nó không nữ tính cho lắm. Thế nên là nếu mà dành cho các quý ông tay nhỏ thì cũng có lẽ là phù hợp. Chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn bằng thép các bạn nhá. Đó, đây, anh cameraman hãy chỉ vào đây cho tôi. Special Edition Singapore 2019 Special Edition. Đây, phiên bản Singapore 2019 Special Edition. Trong 4 chiếc đồng hồ này thì có lẽ tôi ấn tượng nhất về hai phiên bản. Một là phiên bản ở chính giữa, phiên bản Travel Time, Chronograph Travel Time, rất là đẹp, mặt số cực kỳ đẹp luôn. Không thể tìm thấy một chiếc đồng hồ nào mặt đỏ của Patek đẹp như thế này. Lần đầu tiên đấy các bạn ạ. Tiếp đến đó chính là chiếc Aquanaut bằng thép. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ này thì tôi nghĩ là nó đắt, và nó đắt bởi hai yếu tố. Thứ nhất là bộ sưu tập sport, thứ hai là nó đắt bởi vì chất liệu vỏ bằng thép của Patek luôn luôn đắt. Ok, đó ngắn gọn về 4 chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ còn khoảng 3 chiếc đồng hồ đặc biệt nữa. 3 chiếc đồng hồ đặc biệt nữa lấy Singapore làm ý tưởng. Đó, nào, chúng ta cùng. Đây, bộ sưu tập rất là hot trong thời gian vừa qua, lên xuống như Bitcoin. Đó, lên xuống như Bitcoin. Patek Nautilus. Chúng ta có thể thấy nào, 5980, 5724, 5711, 5712. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây, một chiếc lịch vạn niên Patek giới thiệu năm 2018, vỏ vàng trắng. Rất là tuyệt vời. Đây là những, đúng là lên xuống như Bitcoin luôn. Rồi, chúng ta đến một căn phòng rất là thú vị, tối. Căn phòng này mang tên là Napoleon Room. Căn phòng số 7. Được trang trí cực kỳ xa hoa, tông tối. Nào, hãy vào đây. Nào, các bạn đã thấy chưa? Đây, một căn phòng về tông tối với hai chiếc đồng hồ để bàn dáng hình trụ. Tôi giới thiệu với các bạn từng chiếc một nhé. Đây, chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ để bàn với hoàn thiện là men gốm, rất là đẹp, mang mã hiệu là 1135001. Thì chiếc đồng hồ này thì được giới thiệu năm 1976 với chiều cao là 213mm, độc bản. Mời cameraman đi xung quanh để chúng ta thấy được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ để bàn Patek Philippe này.
Horse in Movement. Đấy, lấy hình ảnh những chú ngựa trắng rất là kiêu ngạo và rất là đẹp. Được ra mắt năm 2012, chiều cao 213mm và cũng độc bản mốt, rất là đẹp. Mời anh cameraman cho chúng ta xem hình ảnh chú ngựa trắng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở trên nóc của chiếc đồng hồ này, thân này. Đó, tuyệt vời. Travel Time, Aquanaut, Man, Aquanaut Lady, Pilot. Đó, rất là đẹp mắt. Patek thì trang trí phải nói là rất là tuyệt vời. Từ những cái cây đèn này, chúng ta có thể thấy logo Calatrava, đánh giá những quyển sách. Không có gì để bàn luận gì quá nhiều về cách trang trí bài trí của Patek nữa. Đây chính là một màn hình cho chúng ta thấy được thành phố Thụy Sĩ rất là yên bình như thế nào, rất là đẹp, dòng sông, dòng người rất là đẹp mắt. Ta có mua bán gì đây? Mời anh chị, tôi là một nhân viên bán Patek cho anh chị. Nào, anh chị có muốn thử một chiếc Patek không ạ? Mời anh chị ngồi xuống. Tôi giới thiệu với anh chị những chiếc đồng hồ đặc biệt của Patek trong ngày hôm nay. Và đây chính là một chiếc đồng hồ Patek Aquanaut phiên bản kỷ niệm. Đấy, vị trí này rất là đẹp. Và để nhân viên của Patek sẽ chăm sóc các bạn, những vị khách hàng chân quý. Đó, từ cái khay này, cái mặt bàn này, đến cái đèn. Cây đèn rất là đẹp và xa xỉ, đúng theo tiêu chuẩn của Patek. Rồi, đấy là chúng ta vừa đi tiếp qua căn phòng số 7, căn phòng của Napoleon. Tiếp đến đó chính là một căn phòng mà tôi đảm bảo các bạn sẽ phải trầm trồ. Căn phòng mang tên là Museum, nghĩa là Patek đã mang cả một bảo tàng của họ đến Singapore. Nào, chúng ta cùng đi. Đây, tôi rất ấn tượng với chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ của Quýt, mang tên là mang mã hiệu là S0181. Đó, anh cameraman sau khi quay tất cả những chiếc đồng hồ này thì hãy quay vào bảng hướng dẫn, quay vào bảng giới thiệu. Đó, để cho chúng ta cùng tham chiếu được. Có một chiếc, đây là chiếc nhẫn đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này thì là một chiếc ring repeater watch. Có nghĩa là chiếc đồng hồ này có chức năng điểm chuông đấy. Điểm chuông kinh khủng đấy các bạn ạ. Mặt số là men trắng, mặt số men trắng, được chạm khắc này, kim cương này, khảm trai này. Chiếc nhẫn đồng hồ này vào khoảng năm 1800, rất là tuyệt vời. Một chiếc đồng hồ Quýt chạm khắc sân xui tên là Moses, với cái cỗ máy thì được mang tên là London. Đó, rất là tuyệt vời. Đang thấy được những chiếc đồng hồ Quýt từ những năm, wow, những chiếc đồng hồ này là từ những năm 1650 1690 1680. Đây, tức là có hàng trăm năm rồi. Những chiếc đồng hồ này thì được vẽ này, xong nung men, đúng là những tuyệt tác.
xứng đáng ở trong bảo tàng của Patek Philippe. À, đây chính là chiếc Caliber 89 mang mã hiệu là 1989. Thì đây là thông tin cơ bản của chiếc đồng hồ này. Nhưng mà tôi muốn anh cameraman hãy quay chi tiết chiếc đồng hồ này hơn để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này là được sản xuất năm 1989 nhân với sự kiện kỷ niệm 150 năm thành lập, mang tên là Caliber 89, nói về cái đuôi năm 89 là cái năm kỷ niệm đó. Chiếc đồng hồ này thì có 33 chức năng phức tạp và là chiếc đồng hồ phức tạp nhất của Patek từ trước đến nay được tạo ra. Chiếc đồng hồ mất hẳn 5 năm để tìm tòi và phát triển, và để làm những chiếc đồng hồ này phải mất thêm 4 năm nữa. Cái cỗ máy phía bên trong chiếc đồng hồ này thì là 1728 chi tiết, đó, hai mặt số. Đó, đây là những chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên với chức năng chronograph trồng. Đây. Đó chính là chiếc P1505. Thì chiếc đồng hồ này được giới thiệu năm 1923. Đó, đây các bạn nhìn thấy đấy, tôi đang chỉ đó, đây là chính nó ấy. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu đến chiếc pocket watch, chiếc đồng hồ bỏ túi với chức năng điểm chuông chronograph trồng 60 phút đếm và 12 phút đếm tiếng. Ở đây bạn thể thấy đây, chiếc đồng hồ này thì được giới thiệu từ năm 1913 đến 1920, rất là đặc biệt và phức tạp. Mặt số là mặt số men, những mặt số phụ kim nung xanh, đó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chiếc đồng hồ World Time này sẽ có điểm rất là đặc biệt với chúng ta, những người Việt Nam, đó chính là những chiếc đồng hồ World Time này sẽ có, thay vì cái vị trí là cái địa danh là Thái Lan như bây giờ, Bangkok của Thái Lan như bây giờ, thì trước đó nó chính là Sài Gòn, cái tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chúng ta cùng zoom vào những thiết kế rất là đỉnh cao. Đó, đây là những chiếc đồng hồ World Time trong này. Và mời anh cameraman hãy zoom vào đây. Anh xem có các bạn có thể thấy được từ chữ Sài Gòn không ạ? Cái chiếc đồng hồ này tên là Star Caliber 2000, được ra mắt năm 2000 để nói về cái thế kỷ cũ. Nó được nói về thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Đó, Star Caliber 2000, mang tên mã hiệu nó là P1713, rất là đẹp. Theo như lời giới thiệu là chào mừng tới thế kỷ mới, thì Patek cho giới thiệu chiếc đồng hồ mang tên Star Caliber 2000. Đó, các bạn có thể thấy được không ạ? Chức năng lịch thiên văn này, chạm khắc này, tuyệt đẹp, không còn gì để chê nữa. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ này so với chiếc đồng hồ lúc nãy thì nó đơn giản hơn khá nhiều. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái cỗ máy nó chỉ có 1118 chi tiết thôi, không thể được như chiếc đồng hồ Caliber 89 mà tôi vừa giới thiệu trước đó mấy phút. Chiếc đồng hồ này thì được giới hạn chỉ có 20 chiếc đồng hồ rồi thôi. Thì trong đấy thì có 4 chiếc vỏ vàng champagne này, 4 chiếc vỏ vàng hồng, 4 chiếc vỏ vàng trắng, 4 chiếc platinum và một set bao gồm 4 chiếc là vừa platinum này, chạm khắc bằng tay này. Đấy, kiểu như thế, một set là như vậy. Thì đây là một chiếc như chúng ta thấy là một chiếc vàng trắng, một trong 20 chiếc kỷ niệm. Bắt đầu với chúng ta cùng tham quan. Đây là một dãy những chiếc đồng hồ mà để tôi giới thiệu các bạn nhé. Nên các bạn biết này, đây chiếc đồng hồ này mang mã hiệu là 2499, một chiếc đồng hồ lịch vạn niên chronograph rất là lâu đời. Và chiếc đồng hồ này nếu mà có đấu giá thì giá của nó bây giờ rất 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 là cao. Và trong cái tủ đồng hồ này thì còn có một chiếc nữa, đó là chiếc 072. Đó, chiếc này, chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ
chiếc đồng hồ lịch vạn niên đầu tiên, chiếc đồng hồ lịch vạn niên đầu tiên, đeo tay lịch vạn niên đầu tiên, đó. Đây là một chiếc đồng hồ quả quýt lịch vạn niên, đó, có thể mở mặt. Mặt số là lắc kê đen, đó. Mặt đen thì rất là bóng, rất khó là quay, nên là các bạn cũng tham khảo thôi nhá. Hình ảnh thì sẽ đẹp hơn. Ok, chúng ta đi tiếp. Bốn chiếc đồng hồ này thì đều là thuộc bộ sưu tập Grand Complication Pocket Watch, là những chiếc đồng hồ rất là phức tạp với chức năng như là chronograph chồng này, lịch vạn niên này, điểm chuông này. Đó, vỏ vàng châm banh và vàng hồng. Chiếc đồng hồ này thì không có giá, chắc không có giá dưới hàng trăm nghìn đô đâu các bạn ạ, nếu mà đem ra đấu giá hoặc là đem ra bán. Đây là những chiếc antique, những chiếc rất là cổ của Patek. Đó, chúng ta có thể thấy được chiếc đồng hồ, đây là vòng đeo tay đồng hồ này, kia là một chiếc đồng hồ quả quýt này. Ba chiếc đồng hồ này thì đều có tuổi đời khoảng hơn 100 năm. Đó, thế mà các bạn có thể thấy được cái lớp men vẫn rất là đẹp. Tất nhiên là tôi nghĩ ở đây là vẫn có phục chế, nhưng mà để phục chế được thì chúng ta phải có một cái nền tảng rất là tốt. Chúng ta có thể nhìn vào những cái lớp men vẽ này, đó, kể cả là cái chiếc vòng này rất là tuyệt vời. Ok, lại sang đó, chúng ta có thể thấy được đây là những chiếc đồng hồ quả quýt để kỷ niệm với một số quốc gia. Đó, như tôi đang thấy đây là kỷ niệm một số quốc gia. Cái vị nữ hoàng ở giữa này thì là kỷ niệm cho vua và hoàng hậu của Serbia. Đó, ngay giữa. Đây là những cán bộ của Patek đang giới thiệu về lịch sử của thương hiệu và những chiếc đồng hồ cho chúng ta. Đó, và đây là những cái tài liệu còn lưu lại ở trong bảo tàng Patek về những cái phát minh này, về dây tóc này, hay là những cái bộ balance wheel, bộ điều hòa vân vân được ghi lại ở đây. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây. Đây là mini map Russell Patek, and đây là cái lịch sử, một cái map mà ngài Patek và ngài Philippe lần đầu tiên gặp nhau. Đó, rất là đẹp. Được Patek làm. Đó. And Jean-Adrien Philippe is still inspiring us to create the world's most beautiful and most complicated timepieces. Rất là cảm xúc đúng không các bạn? Rồi, chúng ta đi tiếp. Đây là đỉnh cao chế tác những chiếc đồng hồ quả quýt với nào, mời anh cameraman zoom vào đây. Đỉnh cao đồng hồ, còn những chiếc đồng hồ quả quýt từ những năm 1800 các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Với những cái tên như là mùa thu này, xong rồi bức thư này, đó, đều được làm. Những chiếc đồng hồ này thì đều được nung men này, mặt số này, cỗ máy là của Piquet and Mellon này. Vỏ thì được làm từ nghệ nhân Onchamare này. Đó, với các chức năng như là nhạc nha các bạn nhé. Mặt số thì được làm men trắng. Đó, vỏ thì được làm hoàn thiện bởi những cái vân họa tiết engine này. Đó, rất là đẹp. Có cả những chiếc khảm chai nữa ở phía bên trong. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rất là rực rỡ đúng không ạ? Các bạn biết không, những chiếc đồng hồ này, để tôi nói nhá, tuổi nó có những chiếc đồng hồ hơn 200 tuổi. Chiếc đồng hồ già nhất ở trong này đó chính là chiếc cô gái nhỉ, các bạn thấy không? Cô gái đó. Đó, chiếc này là ở tại Pháp, thành phố Paris năm 1758. Hơn 200 tuổi. Các bạn thấy có kinh khủng không? Cái này có đúng nghĩa là nếu như mà các bạn có thể mua một chiếc đồng hồ và để đến 200 năm sau thì còn truyền cho con cháu thì còn đúng nghĩa là gia bảo. Những chiếc đồng hồ này là những chiếc đồng hồ có niên đại từ những năm 1660.
đó, niên đại 1660, hơn 300 năm. Quá tuyệt vời. Đây, chúng ta sẽ thấy được một chiếc đồng hồ đề bàn có niên đại từ năm 1796. Chiếc đồng hồ này thì đề bàn này mang tên là Museum. Đấy, viện bảo tàng, rất là đẹp. Nó to có kích cỡ khoảng đường kính tôi nghĩ là khoảng tầm có đường kính khoảng tầm 5 cm, 5 cm các bạn nhé. Tầm 5 cm. Đó, đường kính 5 cm. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có chạm khắc này, kim giờ phút ở phía bên trên, ở dưới là kim dây rốn, hai bên thì được chạm khắc những họa tiết nổi.